Rồi, xin chào cả nhà nha. Chào mừng anh em đã quay lại kênh Di Động Hồ Phúc của mình nha. Tiếp tục clip bán máy cũ anh em hôm nay nha. Xin nhớ lại số điện thoại đặt hàng bên mình 0355 356 356 có trên cái bảng nhỏ phía trước nha anh em. Quy định mua máy thì anh em vui lòng cọc trước cái cạc Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu nha. Còn những máy trên 1 triệu thì anh em vui lòng cọc trang mạng Viettel. Nhắn cho mình hạ tên địa chỉ cùng với cái máy cần mua, mình sẽ ship hàng cho anh em nha. Tiền cọc thì anh em trừ vào tiền máy lúc anh em nhận được hàng nha anh em. Tất cả cái máy bán ra thì mình có ship code toàn quốc. Đó, anh em nào mà tin tưởng chưa không thắng thì mình bao ship. Còn anh em nào cọc tiền thì chịu phí ship cho mình nha. Không dài dòng nữa nha, mình xin giới thiệu máy hôm nay cho anh em luôn. Giới thiệu anh em một con máy có hôm nay này, con G320, máy nguyên riêng nha. Máy riêng, vỏ riêng nha. Vỏ thì có xuất sắc từ năm tháng này. Màn là dán người lực rồi nha. Hôm nay thì màn có ám nhị góc dưới. Đó, màn AMOLED thì anh em biết rồi. Rất là dễ bị ám, xài lâu ngày ha. Con G320 màn còn rất là đẹp ha, ám nhẹ thôi. Màn 5 inch, ra 1.5 bộ nhớ 8 nha anh em, pin 2006 ha. Máy thì vỏ có xuất sắc thêm 5 tháng sử dụng nè. G320 còn xài chống cháy rất là tốt nha anh em. Chức năng thì wifi các kiểu đã điều ok hết ha. G320 anh em. Ok nha, máy còn hiển thị rất là nét nha. Con này ra đi cho anh em giá 830.000. 830k kèm sạc gian kính cho anh em đầy đủ trước khi gửi máy nha, có sạc đầy đủ. Tới nơi anh em việc xài thôi. Và mình có một con Oppo F1S này, con này thay vào mới căng cho anh em rồi. Nhưng mà màn đẹp nha, kính không có xước. Nhưng mà nó bị cắn sang biết dính một vệt đen nhẹ nhẹ góc đây. Nói chung là soi kỹ sẽ thấy. Đây. Đó. Một vệt đen nhẹ thôi. Không ảnh hưởng chất lượng máy anh em. Bao anh em xài thoải mái nha, màn không lăn mực nha. Đó. Xài rất ok. RAM 332 nha anh em. Con này là F1S RAM 332, màn hình 5.5 inch, pin 3075. Con này mình bán rất nhiều trong kênh mình rồi. Giá thì cực mềm, cực yêu thương nha anh em luôn. RAM 332 GB. Giá yêu thương nha, cho một em đốm nhẹ. Chả đáng cười gì hết anh em. Xài ok luôn. Chức năng không hề hồi lỗi phải gì hết nha, full nha, kính đẹp keng luôn, kính gần như không xước ha, màn thay mới cho anh em, vỏ thay mới cho anh em, keng sà beng rồi. Con này ra đi cho anh em giá 1.1 triệu thôi nha, 1.1 triệu nha, anh em yêu quý thì alo nha, số thoại đặt hàng thì vẫn là 0355 356 356, giá chỉ 1.1 triệu thôi. F1S một đốm nhẹ, anh em mua cứ nói thẳng trong lúc gọi điện thoại á, mình sẽ biết máy nha. Rồi tiếp tục clip, mình có một con Nokia 2 này anh em, máy nguyên riêng ha, máy mới thu cho một anh bạn, máy riêng nguyên luôn. Máy rất là đẹp, Nokia 2 nè, kính keng nha, dán người lực thì bên trong này mới này, rồi cái chỗ đó là không có người lực dính này, nên nó hơi xinh xỉn màu xám xám, nói chung một hai phát trời vậy. Còn bên trong này bao đẹp cho anh em nha. Đó, máy riêng nguyên Nokia 2 nha anh em, màn hình 5 inch nha, RAM 1 bộ nhớ 8, pin 4001, dành cho các cô chú anh chị lớn tuổi xài con máy này rất chuẩn luôn, nghe gọi lên mạng nhẹ nhẹ, xài ok. Máy riêng đẹp, màn chưa có xước sát gì luôn anh em. Wi-Fi chức năng còn rất là ok. Nokia 2 cấu hình thì rất là khiêm tốn nha, ra một bộ nhớ 8 thôi. Đây. Đó, anh em có thể tham khảo trên Google để biết được cái cấu hình máy ha. Nokia 2 mình thì cũng báo thẳng trong clip rồi, cũng chả cái gì sai phạm hết, báo rất là đúng cho anh em nha. Đó. Cảm ứng cũng rất là mượt, xài ok luôn. Nokia 2 con này ra đi cho anh em giá 780k thôi. 780k mình sẽ kèm cho anh em cường lực dán máy và cục sạc để anh em về xài thuộc kê nha. Rồi, giá 780 một con máy nguyên riêng. Tiếp theo là con Samsung A600 bản hàng, một sim màu gold, máy đẹp tầm 97, nguyên riêng. A600 bản hàng, máy riêng nguyên, kính đã dán lực cho anh em rồi, kèm sạc cho anh em luôn. Nói chung là ngoại hình còn rất là đẹp, máy nguyên riêng nha anh em. Bản hàng nguyên thủy một sim ha, con này để em giá 1750, kèm sạc dán kính nha, 1750. Tiếp theo là con Samsung G7 Dream, con này vỏ nguyên riêng, chưa thay thế, có xuất sắc theo 5 tháng sử dụng nha. Kính thì đã dán người lực cho anh em rồi, kính đẹp nha, không xước nha. Đó. Bật độ sáng lên tới anh em kìa, dễ. Đó. Samsung G7 Dream, RAM 332, màn hình 5.5 inch, pin con này là 3.300,
chứng đang hoạt động ok nha. CB rim con này để anh em giá 1,5 triệu thôi, 1,5 triệu nha, kèm sạc gắn kính nha anh em nha. Tiếp theo là con Samsung A750 anh em, con này RAM 4 bộ nhớ 64 nha, mấy nguyên ring Samsung A750 nguyên ring nha, từ A tới Á luôn nha. Kính này đại giá ngân lực cho anh em rồi, màn có lông mèo nhẹ và cộng suất nhẹ, kính sau thì đẹp nha anh em. Nếp này nó bị cắn rồi, để mình thay miếng khác anh em, miếng mới luôn. A750 nguyên ring RAM 4 64 anh em, màn hình 5,5 inch nha. Đó. A750 con này ra đi cho anh em giá hôm nay là 2,2 triệu anh em, 2,2 triệu thôi, kèm sạc dán kính nha. Tiếp theo cho bà con là một con Realme C20, mấy nguyên ring đẹp tầm 98. Đó. Mấy màu xanh nhạt nha, xanh da trời, con này dạng màu xanh da trời, mấy cực đẹp luôn, 98-99%, màn nguyên ring, kính đẹp nha. Realme C20 màn hình 6,5 inch nha. Con này RAM 232, pin con này 5000 anh em, mẫu mới ra luôn. Realme C20 chức năng hoạt động trơn tru nha, wifi cực mạnh ha. Máy xài rất ok anh em, Realme C20 nguyên ring, kèm sạc băng luôn. Con này để anh em giá 1,85 triệu nha, 1,850, kèm sạc gắn kính nha, một con duy nhất ha. Tiếp theo cho anh em là con Oppo A83, máy riêng nội địa ha. Oppo A83 màu đỏ, màn hình 5,7, RAM 4 64, pin 3180. Đó, máy cực rất là đẹp ha, kính đại dán còn miếng dán trong suốt cho anh em luôn. Máy ngoại hình còn rất là đẹp, RAM 4 bộ nhớ 64 GB, đây cấu hình mạnh nha anh em, giá 1,8 triệu nha anh em, 1,8 triệu ha. Tiếp theo là con Vivo i30 nguyên ring, máy vỏ đẹp tầm 98 trở lên ha. Vivo i30 kính ken sạc băng luôn, gần như không xước nha. Con này màn hình 6.47 ha, RAM 4 bộ nhớ 128 nha anh em, pin 5000, 128 GB anh em, RAM 4 GB. Chiếc này hoạt động rất ok nha, nguyên ring, chiếc này thì khỏi phải bàn, là con này quá ok rồi. RAM 4 bộ nhớ 128, lưu trữ thoải mái nha. Con này ra đi cho anh em giá 2,9 triệu nha, kèm sạc gắn kính nha nè, 2,9 triệu nha. Tiếp theo là con Xiaomi Redmi Note 3 màn hình 5,5 inch, RAM 332, pin 4000, kính đại dán ngân lực cho anh em rồi. Máy đẹp, máy đẹp và trên 98 anh em, nói chung là đánh giá trên 98, RAM 332 GB, Xiaomi Redmi Note 3, RAM 3 bộ nhớ 32, con này để anh em giá 1,290, 1,290 triệu, kèm sạc gắn kính. Tiếp theo là một con Realme 37 bản hàng màu xanh xám ha, nguyên ring đẹp keo sạc băng luôn, tầm 98 trở lên, màn hình 5,5 inch nha anh em, RAM 332, pin con này là 3,300, mấy ngoại hình khỏi chê anh em, nó rất là đẹp ha. Kính đẹp, lưng đẹp, tổng thể đẹp, màn riêng nguyên, cảm ứng mượt mà. Đó. Đó, ok. Và Xiaomi 3, con này đến em giá 1,750, 1,75. Tiếp theo là con Oppo A3s anh em, con này vỏ xeo xước sát nha, không được ken nha anh em. A3s ha, màn hình 6,2, RAM 216, pin 4,220, máy riêng chưa thay thế. Màn sáng đẹp ha, máy riêng nên vỏ xeo nó có xước sát, thêm 5 tháng sử dụng, kính các kiểu là đều ok hết ha, xài rất là mượt nha. RAM 2 bộ nhớ 16 GB, pin 4230, con này ra đi cho nên giá 1,6 triệu thôi. A3s ha, con mượn game 1650, con để này 1,6 triệu ha, 1,6 triệu nha nè, kèm sạc gắn kính nha. Tiếp theo clip là một con Reebok lút nè, Reebok một lút nha. Con này màn hình 5,5 inch nha, RAM 216 ha, Reebok cộng, bên trên có tróc nhẹ nha, còn như là vỏ đẹp, kính đẹp nha. Đó. Kính ken sạc băng luôn anh em, đã dán cơ lực chống xước cho anh em rồi, màn cực đẹp ha. Con này là Reebok một lút anh em,
máy rất là nét nha, máy nét canh luôn. Rồi ra đi cho anh em giá 1550, 1550 nha anh em. Tiếp theo là con J810 màu đen, máy nguyên zin, vỏ sao xuất sắc cho anh em tháng này nè, màn hình 6 inch nha, RAM 332, pin con này 3,5, kính này màn riêng ken xà beng luôn, màn riêng kính không ngoài phía trước luôn, kính rất đẹp đó này ha, nét ken, chiếc này hoạt động ok. J810, sorry anh em, J810 màn đẹp, kính đẹp. Đây, vỏ sao thì xuất sắc thêm 5 tháng nha, RAM 332, con này để đem giá 1850, 185 màn riêng. Tiếp theo là một con J7 cộng, J7 lút anh em, con này là vỏ riêng, màn thay mới, à, RAM 4, bộ nhớ 32 nha, màn hình 5,5, pin con này 3000, à, máy thì vỏ sao có xuất sắc thêm 5 tháng thôi, cũng không có phải là quá xấu, còn rất là ok. J7 Blood, chức năng hoạt động ok nha. Con này đến em giá 1,7 triệu nha, 1,7 triệu. Tiếp theo làm con Xiaomi Redmi Note 8 Pro, con này là Note 8 Pro, vỏ sao còn cũng rất là đẹp nha, kính vài cọng lông mèo, kính vài cọng lông mèo. Con này RAM 6 bộ nhớ 128 anh em, khủng nha, RAM 6 bộ nhớ 128 ha, màn hình 6.53, pin 4,5. Nói chung cấu hình con này là quá ổn luôn, quá ổn để cho game cũng như lướt web, YouTube, Zalo các kiểu là điều. 128GB, RAM 6GB, xài chuẩn chỉnh luôn, chức năng hoạt động ổn định, trong tầm giá, trong tầm giá là hoạt động quá ok rồi. Đó, mượt mà nha anh em. Con này ra đi cho anh em giá của nó là 3,3 triệu kèm sạc gian kính, 3,3 triệu. Tiếp theo là con Samsung A71 anh em, A71 máy riêng nguyên, vỏ sao xuất sắc tới 5 tháng này nè, kính camera đẹp, có xuất sắc nha. A71 màn hình 6,7, RAM 8, bộ nhớ 128, pin 4,5 nha, con này thì khủng rồi, kính nguyên riêng đẹp kem, con này màn này không phải một chút nào mà chê bai nữa, quá là đẹp. A71 con này ra đi cho anh em giá con này là 5,3 triệu nha, 5,3 triệu. Tiếp theo là con Samsung A71 xong tới A70 này nè, vỏ sao xuất sắc thêm 5 tháng nha, máy nguyên zin, kính đẹp ha. Đó, kính này ken sao bạn luôn. A70 con này màn hình 6,7 ha, RAM 6 bộ nhớ 128 anh em, con này RAM 6GB nha, bộ nhớ 128, pin khoảng 4,5 ha, chức năng hoạt động ok, máy nguyên zin, nói chung là vỏ lưng còn đó cũng rất là ok, không phải là xấu. Đó, chức năng hoạt động trơn tru nha, con này ra đi giá 3,8 triệu, 3,8 triệu kèm sạc gian kính nha, A70 nguyên riêng. Rồi clip này nhanh gọn nhẹ kết thúc tại đây, thằng ấy chào cả nhà. Anh em thích cái máy nào thì alo cho mình, số điện thoại đặt hàng 0355 356 356, rất hân hạnh được đón tiếp quý khách hàng nha. Thằng ấy chào cả nhà, hẹn anh em clip tiếp theo, chào anh em.